Ngài biết căn tánh của mỗi chúng sinh, bất cứ là chúng sinh căn lành sâu dày hay là chúng sinh căn lành cạn mỏng, họ hoan hỷ pháp môn gì, thì Ngài dùng pháp môn đó để giáo hóa họ, khiến cho căn lành của họ được thanh thục, Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ thành thần thanh tịnh hỷ bảo được môn giải thoát, thường hoan hỷ khiến cho tất cả chúng sinh thọ các phước đức. Vị chủ thành thần thanh tịnh hỷ bảo có hỷ bảo thanh tịnh hay khiến cho chúng sinh thường hoan hỷ. Ngài hay khiến cho chúng sinh căn lành tăng trưởng, tăng phước, tăng huệ, tăng đức, khiến cho chúng sinh thọ được tất cả lợi ích phước đức, Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ thành thần ly ưu thanh tịnh được môn giải thoát, cứu các sự sợ hãi, đại bi tạm. Vị chủ thành thần ly ưu thanh tịnh, Ngài hay bảo hộ an toàn cho chúng sinh ở trong thành, tiêu tài giải nạn, gặp hung hóa cát, khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi ưu sầu lo lắng mà được tâm thanh tịnh. Ngài dùng vô ý thí để cứu hộ chúng sinh, khiến cho chúng sinh chẳng sợ hãi lo âu. Vì Ngài rất từ bi cho nên gọi là đại bi tạng, Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ thành thần hoa đăng diễm nhãn được môn giải thoát khắp thấu rõ đại trí huệ. Vị chủ thành thần hoa đăng diễm nhãn, Ngài hay dùng đèn làm bóng hoa, phóng ra ánh sáng lửa ngọn, khiến cho tất cả chúng sinh thấu rõ diệu dụng của đại trí huệ, Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ thành thần diễm tràng minh hiện được môn giải thoát, phương tiện thị hiện khắp. Vị chủ thành thần diễm tràng minh hiện, tràng báu lửa ngọn của Ngài phóng ra quang minh, hiện khắp trong thế gian. Ngài dùng khắp pháp môn phương tiện để thị hiện, khiến cho chúng sinh từ những phương tiện này mà được cứu hộ, Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ thành thần thịnh phước oai quang được môn giải thoát, khắp quán sát tất cả chúng sinh, khiến cho họ tu biển phước đức rộng lớn. Vị chủ thành thần thịnh phước oai quang, phước đức thịnh của Ngài có sức đại oai quang, hay khiến cho phước đức của chúng sinh tăng thêm. Ngài quán sát khắp tất cả chúng sinh trong mười phương, chúng sinh nào có duyên thành thục thì sẽ hóa độ chúng sinh đó, khiến cho họ tu phước tu huệ, tu rộng lớn như biển cả, Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ thành thần tịnh quang minh thần được môn giải thoát khai ngộ tất cả những chúng sinh ngu tối. Vị chủ thành thần tịnh quang minh thần, thân thể của Ngài vừa thanh tịnh vừa quang minh, Ngài hay khiến cho chúng sinh ngu si đắc được trí huệ, chúng sinh mù tối được ánh sáng, khiến cho chúng sinh ngu si và mù tối đều có thể khai ngộ đắc được trí huệ giải thoát, Ngài đắc được môn giải thoát này. Chúng sinh mù tối tức là người sinh ra chẳng có mắt, gì cũng chẳng thấy, gì cũng chẳng biết. Người chẳng hiểu biết Phật Pháp, chẳng hiểu biết tí nào về đạo lý Phật Pháp, thì cũng giống như người mù, thật đáng thương xót. Trong kinh Niết Bàn có ghi rằng, có một người mù từ lúc mới sinh ra chẳng biết màu sắc của sữa bò như thế nào. Bèn hỏi người khác, có người nói với y rằng, trắng giống như con sò. Người mù lại hỏi, vậy màu sắc của sữa bò cứng giống như là con sò chăng? Người đó đáp chẳng phải. Người mù lại hỏi, màu sắc của con sò lại như thế nào? Người kia đáp giống như bột gạo. Người mù lại hỏi, màu sắc sữa bò mềm dịu giống như sự mềm dịu của bột gạo chăng? Vậy bột gạo lại như thế nào? Người kia đáp giống như tuyết. Người mù lại hỏi, bột gạo có lạnh chăng? Tuyết lại như thế nào? Người kia đáp trắng như hạt. Người mù lại hỏi, con hạt là động chăng? Kết quả đưa ra bốn ví dụ mà người mù cũng chẳng hiểu, cứu kính màu sắc của sữa bò như thế nào vẫn chẳng biết. Đó là nói về kẻ ngoại đạo chẳng hiểu biết về Niết Bàn thường lạc ngã tịnh là gì, giống như người mù chẳng biết màu sắc của sữa bò, thật là ngu si. Con sò biểu hiện cho thường đức, bột gạo biểu thị cho lạc đức, tuyết biểu thị cho tịnh đức, con hạc biểu thị cho ngã đức. Một số người ngu si chẳng hiểu biết Phật Pháp, chẳng biết Phật Pháp là gì. Nếu đối với họ nói ra Pháp Xuất Thế thì họ nói Pháp Xuất Thế là Pháp bao quát ở trong Pháp Thế Gian. Không sai, nói cũng đúng. Lục Tổ Huệ Năng đã từng nói Phật Pháp tại thế gian chẳng lìa thế gian giác, lìa thế gian cầu bồ đề, ví như tìm sừng thỏ. Ý nghĩa của bốn câu kệ này tức là ở trong Pháp Thế Gian có thể tìm ra Pháp Xuất Thế, chứ chẳng phải nói chẳng có Pháp Xuất Thế. Đem Pháp Thế Gian chuyển qua tức là Pháp Xuất Thế, đem Pháp Xuất Thế chuyển qua thì lại trở về Pháp Thế Gian. Nếu xả bỏ Pháp Thế Gian
thì vĩnh viễn tìm chẳng được pháp xuất thế. Tuy nhiên pháp xuất thế bao quát ở trong pháp thế gian, song bạn phải hiểu rõ. Nếu chẳng hiểu rõ thì vốn chẳng có pháp xuất thế. Sau khi thấu rõ rồi thì mới ở trong pháp thế gian mà tu pháp xuất thế gian. Đó là đạo lý bổn lai của Phật Pháp. Chủ yếu là trong thế gian giác mà dụng công phu. Thế gian thì không giác, căn bản thì chẳng có Phật Pháp. Nếu bạn giác thì có pháp xuất thế, cho nên không cần lìa khỏi thế giới này mà đến thế giới khác tìm sự giác ngộ. Như thế thì vĩnh viễn tìm chẳng được, giống như chẳng thể nào tìm được sừng trên đầu con thỏ. Người chẳng hiểu biết Phật Pháp, xem bốn câu kệ này, bèn cho rằng chẳng có pháp xuất thế. Đó là vốn chẳng biết pháp xuất thế là gì, chỉ biết có pháp thế gian mà hiểu quanh co về ý nghĩa bài kệ của Lục Tổ. Chủ thành thần hương tràng trang nghiêm, được môn giải thoát, quán sát sức tự tại của Như Lai, khắp điều phục chúng sinh thế gian. Vị chủ thành thần hương tràng trang nghiêm, Ngài dùng hương tràng để trang nghiêm thành, Ngài hay quán sát sức thần thông tự tại của Như Lai, khắp hết thảy mười phương thế giới, dùng sức đại oai thần tự tại để điều phục tất cả chúng sinh, Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ thành thần bảo phong quang mục, được môn giải thoát hay dùng đại quang minh để phá trừ núi chướng ngại của tất cả chúng sinh. Vị chủ thành thần bảo phong quang mục, bảo phong của Ngài phóng ra đại quang minh, bảy báu chiếu soi chúng sinh để phá trừ tất cả núi chướng ngại. Núi chướng ngại là gì? Tức là tham sân si, giống như núi hay chướng ngại bồ đề giác đạo. Nếu phá được núi chướng ngại thì sẽ hiện ra trí huệ đại quang minh. Xong làm thế nào để phá trừ núi chướng ngại? Tức là phải siêng tu giới định huệ. Tu đến lúc viên mãn thì bồ đề đại đạo cũng chẳng còn chướng ngại. Vị chủ thành thần này đắc được môn giải thoát này. Bấy giờ chủ thành thần bảo phong quang diệu, đường oai lực của Đức Phật, quán sát tất cả chúng chủ thành thần mà nói bài kệ rằng: lúc đó vị chủ thành thần bảo phong quang diệu, đường đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp hết thảy chúng chủ thành thần mà nói ra bài kệ bốn câu. Đạo sư như thế không nghĩ bàn, quang minh chiếu khắp trong mười phương, chúng sinh hiện tiền đều thấy Phật, giáo hóa thành thục vô lượng số. Đạo sư như thế không nghĩ bàn, đạo sư tức là người tiếp dẫn chúng sinh thành Phật đạo, là người vì chúng sinh làm lãnh tụ dẫn đường, vì Phật đem hết thảy tất cả pháp môn tu hành thành Phật trong quá khứ để giáo hóa tất cả chúng sinh, cũng thành tựu vô thượng đạo, cho nên gọi là đạo sư. Như thế tức là trung đạo, tức cũng là phương pháp dụng công tu hành để minh bạch trung đạo, tức là như thế, chẳng minh bạch thì chẳng như thế, trung đạo là căn bản thành Phật, hay sinh ra vô lượng chư Phật, vô lượng Bồ Tát, vô lượng A-la-hán, vô lượng Tổ sư. Tất cả chư Phật trong mười phương ba đời đều từ trung đạo sinh ra, cho nên không nghĩ bàn. Chỗ diệu không thể nghĩ bàn của trung đạo là chẳng cách chi có thể nói hết được, chẳng cách chi có thể minh bạch, chẳng tu trung đạo thì chẳng cách chi thành quả vị Phật. Do đó trung đạo tức là chân không, tức cũng là diệu hữu, chân không chẳng không mới sinh diệu hữu chẳng hữu chẳng ngại chân không, biến hóa vô cùng, áo diệu chẳng thể sánh được. Quang minh chiếu khắp trong mười phương, tất cả chư Phật đều tu trung đạo, khi tu thành công thì sẽ có đại định lực, đại huệ lực, đại quang minh chiếu khắp mười phương pháp giới. Chúng sinh hiện tiền đều thấy Phật, hết thảy chúng sinh trong mười phương đều thấy Phật ở trước mình. Mỗi chúng sinh đều cảm thấy Phật đang ở trước họ nói pháp. Giáo hóa thành thục vô lượng số, Phật giáo hóa chúng sinh khiến cho họ thành thục quả vị Phật. Chúng sinh đã thành thục quả vị Phật, nhiều không thể nói cho nên nói là vô lượng số. Các căn chúng sinh đều khác nhau, Phật đều biết rõ chẳng sót thừa. Chủ thành thần diệu nghiêm cung điện, vào pháp môn này tâm vui mừng. Các căn chúng sinh đều khác nhau, chúng sinh mỗi người có nhân khác nhau, quả khác nhau, cho nên căn tánh cũng khác nhau. Nhân quả nghiệp báo của chúng sinh chẳng giống nhau, căn tánh của chúng sinh cũng chẳng giống nhau. Có người căn lành sâu dày, có người căn lành cạn mỏng, có người tu hành đã nhiều năm, có người mới bắt đầu tu hành. Có người lợi căn, có người độn căn, cho nên nói đều khác nhau. Phật đều biết rõ chẳng sót thừa. Tuy căn tánh của chúng sinh chẳng giống nhau, song Phật hoàn toàn thấu rõ.
biết căn tánh của chúng sinh rồi, sau đó mới đối căn cơ mà nói pháp. Chủ thành thần diệu nghiêm cùng điện, vị chủ thành thần diệu nghiêm cùng điện biết được cảnh giới này, vào pháp môn này tâm vui mừng. Vị chủ thành thần này vào được pháp môn này nên tâm sinh vui mừng. Như Lai tu hành vô lượng kiếp, thuở xưa hộ trì pháp chư Phật, ý thường thừa cử sinh hoan hỷ, diệu bảo thành thần ngộ môn này. Như Lai tu hành vô lượng kiếp, từ vô lượng kiếp đến nay Phật tu trì hạnh môn Phật pháp, thuở xưa hộ trì pháp chư Phật, thuở xưa Phật hết lòng hộ trì pháp của chư Phật nói, chẳng khiến cho Phật pháp tiêu diệt. Ý thường thừa cử sinh hoan hỷ, tâm ý của Phật thường thường huynh thừa pháp của chư Phật, cử hành pháp của chư Phật, trong tâm sinh đại hoan hỷ. Diệu bảo thành thần ngộ môn này, chủ thành thần thanh tịnh diệu bảo, minh bạch được cảnh giới của Phật, nên vào được môn giải thoát này.